Nhận định bóng đá Manchester United với Burnley 22 giờ ngày 18 tháng 4 năm 2021. Manchester United với Burnley sẽ có cuộc gặp gỡ với nhau trong khuôn khổ vòng 32 giải ngoại hạng Anh. Dấu ấn chiến thuật rất rõ nét của huấn luyện viên Ole Solskjaer ở trận đấu trước của đội nhà là rất rõ nét để mang về một chiến thắng quan trọng. Từ đó có thể thấy được sự hiệu quả cũng như lối chơi cực kỳ ổn định của họ trong giai đoạn then chốt này. Liệu rằng với lợi thế sân nhà họ có tiếp tục thăng hoa để mang về 3 điểm quý giá khi các đối thủ bám sau là khá gắt gao. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bảy vòng đấu bất bại liên tiếp giúp cho Manchester United đang duy trì một vị thế vững chắc trên bảng xếp hạng EPL khi với 63 điểm sau 31 trận đã chơi. Họ vẫn đang có mặt ở một vị trí trong top 2 ở thời điểm hiện tại. Vị trí được đánh giá là vô cùng ổn định và sẽ là lợi thế không nhỏ cho Quỷ Đỏ. Đồng thời việc vẫn đang có được nhiều ưu thế để bảo vệ vị trí thứ hai sẽ càng giúp cho Manchester United có thêm được lực và đây là lúc mà họ vẫn sẽ cần phải chắc chiu trong những vòng đấu còn lại của mình. Trong khi đó với Burnley, đội khách lại đang trải qua một khoảng thời gian tương đối khó khăn khi chỉ vỏn vẹn đúng một chiến thắng ở 8 vòng đấu đã qua. Chỉ 33 điểm sau 31 vòng đấu đã chơi và Burnley chỉ đang có được vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 6 điểm. Phải hành quân đến sân của Manchester United đang quá ổn định ở vòng đấu tới vẫn sẽ là một thử thách đối với Burnley. Sẽ là một màn so tài với thế trận mà đội chủ nhà lấn át hoàn toàn, tuy nhiên khả năng nổ tài vẫn là khá bỏ ngỏ. Soi kèo châu Á, kèo chấp Manchester United với Burnley. Với lợi thế sân nhà cùng đẳng cấp vượt trội thì Manchester United vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn khá nhiều so với Burnley trong trận đấu này qua mức kèo chấp là 1.5. Thực tế cũng cho thấy đây sẽ không phải là trận đấu dễ dàng đối với đội khách khi mà đội chủ nhà đang có phong độ rất cao hiện tại. Manchester United trong tay của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vẫn luôn cho thấy một lối chơi đầy nhiệt huyết cùng một dàn đội hình đồng đều luôn mang lại những ưu thế lớn cho Quỷ Đỏ. Mối đe dọa lớn đối với Burnley nhất là sự chật nhịp vẫn đang khiến cho đội khách trải qua một khoảng thời gian mất phương hướng. Ngoài ra, khả năng tận dụng sân nhà của Manchester United cũng là rất ấn tượng khi họ đã bất bại trong cả 8 trận đấu được chơi tại mái ấm Old Trafford của mình gần nhất. Điều này mang lại khá nhiều sự tự tin cho họ, nhất là khi biết Burnley đã để thua đến 3 trong 5 trận đấu phải hành quân xa nhà trước đó. Lợi thế sân bãi cùng nhân sự và phong độ cao sẽ là cơ sở để Manchester United có thể chơi chủ động với Burnley và nhiều khả năng sẽ giữ lại 3 điểm cho mình.